Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube cá nhân của mình. Trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gót máy và bông gót bằng phần mềm OneKeyGot. Như các bạn biết, gót máy là công việc rất là quan trọng đối với các bạn dùng Windows 7 hoặc là Windows XP xưa giờ. Cho đến thời điểm hiện tại thì nhiều người vẫn đang dùng gót, nhưng mà mình đã bỏ gót từ khá lâu rồi, kể từ khi mình chuyển lên dùng Windows 10. Bởi vì Windows 10 rất ít khi bị lỗi và mình dùng 2-3 năm nay vẫn chưa thấy lỗi đâu hết, nên mình ít khi cài lại máy nên mình cũng không gót luôn các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gót máy, tạo bản gót trên Windows 7 thông qua phần mềm OneKeyGot. Ngày trước khi mà bạn muốn tạo gót thì các bạn cần phải dùng đĩa CD, boot hoặc là USB boot. Nhưng mà bây giờ thì các bạn dùng phần mềm luôn. Nói chung là phương thức thì nó khác nhau, nhưng mà phần mềm lõi bên trong vẫn là phần mềm Norton Gold nha các bạn. Và bây giờ các bạn tải cái phần mềm OneKey Gold mà mình đính kèm link trong phần giới thiệu của video. Và tiếp theo, sau khi các bạn tải về, các bạn giải nén thì bên trong sẽ có một tập tin là Gold.11.5 và một tập tin SE là OneKeyGot. Thì các bạn mở phần mềm này lên và các bạn nhấn Yes. Thì cửa sổ OneKeyGot hiển thị lên trên màn hình như thế này các bạn. Rồi, trong này thì các bạn sẽ thấy hai cái chức năng chính, đó chính là Backup và Restore. Restore nằm ngoài cùng bên trái nha các bạn. Backup là cái lựa chọn thứ hai. Thì nếu như các bạn muốn bung gót, có nghĩa là các bạn có file gót rồi mà bây giờ hệ điều hành của bạn bị lỗi, thì các bạn nếu mà còn được vô được trong màn hình Windows, vô trong màn hình như thế này, thì các bạn chọn phần mềm này lên và nhấn Restore. Sau đó các bạn nhấn vào nút Open và chọn tới tập tin file gót nha các bạn. Các bạn chọn tới tập tin file gót có nghĩa là file có đuôi là .gho, và sau đó các bạn chọn là ổ đĩa C. Ổ đĩa C thông thường chính là cái ổ đĩa mà người dùng hay cài hệ điều hành lên. Ở đây thì mình sở dĩ mình sao mình nói ổ đĩa C bởi vì đó chính là ổ đĩa cài hệ điều hành mà mọi người hay dùng. Nếu mà bạn cài hệ điều hành trên ổ đĩa D, ổ đĩa E gì đó thì các bạn nhớ chọn đúng nha các bạn. Thì ở đây thì trong cái hướng dẫn này mình chọn backup, có nghĩa là mình sao lưu lại hệ điều hành Windows 7 chứ không phải là mình restore nha các bạn. Restore là bung gót, còn backup là tạo file gót. Thì ở đây mình sẽ chọn lưu ở lại là lưu vào ổ đĩa E trong thư mục software với tên là Windows 7 32 bit. Windows 7 32 bit. Rồi sau đó mình nhấn save. Rồi các bạn cũng là chọn phân vùng cài đặt hệ điều hành để bắt đầu tạo file gót, và sau đó thì các bạn nhấn yes. Đây là cách đơn giản nhất để các bạn làm. Ngoài ra thì nó còn có các cài đặt nâng cao, nhưng mà người dùng bình thường thì các bạn không cần quan tâm tới. Các bạn chỉ cần mở phần mềm OneKeyGot lên và các bạn có hai mục đích, có nghĩa là bung gót hoặc là tạo file gót. Nếu bung gót thì các bạn chọn restore, còn tạo file gót thì các bạn chọn backup, sau đó chọn phân vùng và cuối cùng là chọn tập tin gót hoặc là lưu tên tập tin gót. Thì ở đây mình nhấn Yes là cho máy tính bắt đầu tạo file gót nha các bạn. Một cửa sổ hiện lên. Ready to complete. Do you want to restart computer to backup privacy? Now. Click Yes to restart now. No to menu restart. Cancel to return. Có nghĩa là tất cả mọi thứ đã gần như hoàn tất. Bạn có muốn thực hiện backup ODC hay không? Nếu có thì nhấn Yes, không thì nhấn No. Còn không làm gì hết thì nhấn Can. Nhấn Cancel nha các bạn. Ở đây thì mình nhấn Yes để bắt đầu tạo. Thì máy tính sẽ bắt đầu khởi động lại và khởi động vô màn hình của phần mềm Norton Gold nha các bạn. Quá trình tạo file Gold thì tùy vào hệ điều hành, tùy vào phần mềm các bạn cài. Nói chung là dung lượng ODC càng lớn thì thời gian tạo càng lâu. Ở đây thì mình chỉ có hệ điều hành nguyên bản, có nghĩa là cài chưa có cài phần mềm nên là có thể là file gót tạo cũng rất là nhanh đó các bạn. Rồi đây là màn hình chuẩn bị vô dot,
Và tiếp theo là vô phần mềm God, có nghĩa là nó chạy hoàn toàn tự động, bạn không cần phải làm gì thêm. Nếu như bình thường bạn dùng USB book hoặc là đĩa DVD book, CD book thì các bạn phải vô trong này và các bạn phải thao tác bằng tay, có nghĩa nhấn partition, create partition, rồi nói chung restore, rồi nói chung là vô trong này bạn phải thao tác thêm vài bước nữa. Nhưng mà hiện tại thì mình dùng phần mềm OneKey God để tạo bảng God. Sau này nếu lỡ nếu như mà hệ điều hành của bạn mà bị lỗi, hoặc là bạn muốn không lỗi nhưng mà bạn muốn gót lại tạo cái bảng mới cho nó mới mẻ, thì các bạn chỉ cần vô trong màn hình chính của hệ điều hành và các bạn sử dụng OneKey God để restore lại bảng God các bạn vừa tạo như bây giờ. Trong nếu như mà các bạn không vào được trong hệ điều hành, có nghĩa là Win nó hư luôn ngay từ lúc mà khởi động lên màn hình đen thui, thì nó báo là Windows không thể khởi động, màn hình đen, thì các bạn lúc đó thì các bạn dùng Windows Mini hoặc là sử dụng, nói chung là cũng sử dụng đĩa boot hoặc là USB boot để các bạn vào bên trong và các bạn phục hồi từ file God nha các bạn. Cài đặt hệ điều hành lại mới hoàn toàn thì cũng được nhưng mà rất lâu, lâu hơn rất là nhiều. Thường là lâu hơn gấp 2, gấp 3 lần so với boot file God nha các bạn. Nếu như các bạn cài đầy đủ driver xong xuôi hết và sau đó các bạn tạo file God như thế này, rồi sau này khi mà hệ điều hành bị hư thì các bạn buông file God ra, thời gian thì nó tốn chắc cũng 3 5 phút hay gì đó, tùy vào máy, tùy vào dung lượng. Rồi như vậy thì các bạn chờ cho cái file God nó tạo tự động. Tới bước này thì nó đã hoàn thành xong rồi các bạn. Nếu mà chạy lên như thế này thì các bạn chỉ cần đi đâu đó hoặc là đi chơi, đi ngủ gì đó để cho máy nó tự động nó chạy, sau khi nó xong thì nó tự động nó khởi động lên Win cho các bạn. Như vậy là qua cái video hướng dẫn này thì các bạn đã biết cách ngõ tạo file God với phần mềm OneKey God. Hy vọng video sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình sử dụng và cài đặt máy tính. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn nhớ nhấn like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.